Xin chào bà con, hôm nay Quân sẽ hướng dẫn mọi người với một cái máy cối đùn để dùng cho làm cám viên nhé. Và hôm nay sẽ làm hình thức làm ba cái mặt sàng này, 2 ly, 3 ly và 4 ly vì nhiều cái mục đích sử dụng khác nhau. Còn hiện tại là Quân sẽ sử dụng với cái nguyên liệu như sau. Thì ở đây chúng ta đã có bã đậu, rau và đây là cám đen, cám ngô cũng được, hoặc là tùy vào cái công thức nguyên liệu của mọi người thôi. Nếu mà được thì thêm các cái loại kiểu dạng như ốc hay là cua hay là cá gì đấy vào nữa thì nó sẽ tốt hơn. Thì như cái công thức mà Quân sử dụng cho hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ cho rau vào trước này. Rau hơi cái gì cũng được. Chúng ta sẽ cho rau vào. Và ở đây thì chúng ta sẽ cho ví dụ như thế này. Là chúng ta cho một nắm bã đậu nhé. Cho một nắm này. Cho thêm nắm nữa, là thành hai nắm này. Sau đó chúng ta dùng đến cán đen, cán ngô gì đấy. Thì cái này tỷ lệ như bên mình đang sử dụng nó là 3 này, 4 này. Nói chung là được 4 nắm. Được 4 nắm, sau đó chúng ta trộn đều nhé mọi người nhé. Trộn đều, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị cái máy bên cạnh sẵn rồi. Cái miếng, nói chung là mọi người có thể cho được tất cả các nguyên liệu khác nhau tùy vào mỗi người thôi. Cái này mỗi người có một cái nguyên liệu khác nhau. Nhà mình có cái gì thì dùng cái đấy. Ví dụ như rau, rau gì cũng được. Mọi người thích cho cái rau gì thì rau. Không có cám đen thì cho cám ngô. Không thì cua, không thì cá, không thì lươn, không thì ốc. Hiện tại mình đang thấy này, như thế này là nó hơi khô này. Cảm nhận thấy là nó đã hơi khô rồi đấy. Nói chung là hơi khô thì cho vào luôn cho nó nhuyễn giống nhau luôn này. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị xong rồi này. Chúng ta sẽ sang bên này. Hôm nay sẽ làm với ba cái mặt sàng như thế này. Thì đối với cái máy này hiện tại nó đang là cái máy đùn thịt đùn xương cối 12 motor 1kg. Và mặt sàng cố định của bên mình nó sẽ là cái mặt sàng 8 ly nhé mọi người nhé. Đây mặt sàng 8 ly này. Hôm nay là trong trường hợp mà anh chị em mà làm cám kiếp cái thứ như thế này này, cần mua những cái lỗ nhỏ thì phải đặt, nhớ là phải đặt riêng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái mặt sàng, trước hết là chúng ta sẽ sử dụng cái mặt sàng to này. Sàng này là sàng 4 ly này, có cái gờ ở đây chúng ta gá vào. Bắt đầu chúng ta làm từ to đến nhỏ để cho mọi người biết. Mỗi người như gà thì đương nhiên dùng cái 4 ly này ok rồi, chim thì chúng ta dùng cái khác, mà những cái con vật khác thì chúng ta lại dùng cái khác nữa. Bây giờ chúng ta đi vào thực tế nhá, chúng ta sử dụng này, bật máy lên này. Đây là cái loại 4 ly này mọi người này. Đây mọi người có thể nhìn nhé. Đây là cái hạt 4 ly này, xong đem đi phơi khô này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thử với cái thằng 3 ly nhỏ hơn. Chúng ta sẽ thử với cái thằng 3 ly nhá. Lắp sang 3 ly rồi này. Ta sẽ để sang góc bên này để tới nơi chúng ta có thể so sánh được luôn. Tiếp đến này. Chúng ta lên cho từ từ và chứ đừng cho một mạch vào nhé mọi người. Chị em cần máy to hơn thì phải đặt mua những cái con máy to hơn mới cần làm nhiều đấy. Đây này, chúng ta xem nhá. Đây là cái 3 ly này. Nó nhỏ hơn nữa này. Bây giờ chúng ta thêm một phát nữa. Dùng cái thằng 2 ly này. Dùng 2 ly nhá.
đối với cái dòng 2 ly hay là nhỏ hơn là bên mình sẽ sử dụng một mặt thôi, sử dụng cho một mặt thôi. Mình sẽ cắt cái mỏng để cho nó dễ hơn. 2 ly này lắp vào. Ta bắt đầu thử với cái 2 ly lắp bên này. Rồi, chúng ta sẽ thử xem tất cả đây là thành phẩm mà mình muốn gửi tới tất cả anh chị em mà đang nuôi gia súc gia cầm ấy, muốn làm cám chim, cám viên các thứ ấy. Nguyên liệu thì tùy mọi người thôi. Đây là cái dòng 2 ly này. Nó nhỏ lắm luôn ý. Đây là dòng của chim thôi. Dùng cho chim thôi, nó nhỏ lắm. Xong đem cái này đi phơi khô. Đấy. Còn đây, cái này thì dùng cho gà. Mấy cái này thì cho cá chẳng hạn, 4 ly cho cá chẳng hạn. Đấy, anh chị em nhìn kỹ vào nhá. Nhìn kỹ hơn một tí này, nó to nhỏ khác nhau đấy. Thì đối với bên mình thì có tới 12, 22, 32. Ngoài ra những anh chị em nào cần những cái mặt sàng nhỏ hơn, vui lòng liên hệ số điện thoại trên video hoặc là vào website máythựcphẩmhoangquân.com. Xin chào, xin cảm ơn mọi người.